chúng ta đã có... đã có ca sĩ. 1-0 rồi đó. Bây giờ để xem số 6 có phải là ca sĩ hay không. Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Bạn lẻn quá à. Thấy chưa gì hết mà đưa micro lên à. Chẳng là gì cả, đã là gì đâu. Nếu từng nằm sâu thì cũng phai màu. Tổn thương quá nên chẳng còn đâu. Buồn dầu thấy anh biết ngay mà. Giờ ở chút nhau để anh nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu. Em cũng buồn lắm chứ, với ngần ấy câu từ. Ngước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể nguôi ngoai. Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngược. Trái tim em đầy tổn thương, phù đầy mù sương. Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại. Sao vậy em? Sao vậy? Thoải mái lên. Yeah, sung lên. Chẳng là gì cả, đã là gì đâu. Nếu từng năm sau thì cũng phai màu. Tổn thương quá nên chẳng còn đâu. Làm sao thấy anh thương người sâu. Giờ ở trước nhau để anh nói ra câu là ta chẳng còn gì bấy lâu. Em cũng buồn lắm chứ, với ngần ấy câu từ. Nước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể nguôi ngoai. Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước, vì phía trước biết đâu mọi thứ đau ngược. Trái tim em đầy tổn thương, phù đầy mù sương. Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại. Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Mỗi chữ duyên mình đừng nên. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Ở trên đời để may mắn tìm một người mình thương, chưa chắc cả đời đã có được. Một điều chính xác anh là người em ước muốn. Giờ nếu phải buồn lòng em rất buồn. Trái tim em đầy tổn thương, phù đầy mù sương. Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại. Chuẩn xác rồi. Thoải mái lên em. Không sao hết á, sao mà run dữ vậy? Tại vì lần đầu tiên á, em đứng trên đây để mà em hát nghiêm túc cho mọi người xem ấy. Chứ trước kia là em không biết mọi người có biết em không, nhưng mà thường biết là... Biết chứ. Em hát là... Anh biết. Mèo 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 mèo. Đó, thì thường mọi người biết đến em là một cái người mà hay là nội dung trên mạng là em hay cover rồi em nhõng nhẽo này kia. Nên là em chưa có quen với kiểu là em sẽ nghiêm túc đứng trên sân khấu em hát. Nên là em run lắm luôn ấy hả? Thôi bây giờ nắm tay chị nè, hết run. Đừng run. Hết run nha, không sao hết. Em đã hoàn thành rất là tốt và chị không nghĩ là em hát hay như vậy luôn á. Em tên là Trần Đức Bo. Hiện tại em đang là người sáng tạo nội dung trên mạng. Em không phải là ca sĩ. Yeah.
Cái cục cưng của chồng ơi, thấy mặt chồng chưa? Ngào ngáo ngào ngào ngào. Như vậy mới là em nè đúng không? Thoải mái hơn chưa? Đỡ chưa? Dạ không, ở ngoài em nhát lắm, em không có dám quậy gì trên mạng đâu. Boy, anh rất là ngạc nhiên luôn. Tại vì khi mà anh xem clip của em á, anh nghĩ là em là một người nhỏ con hơn. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà ra đây trời ơi, em cao quá. Em mặc đồ nhìn em cứ bị lớn ấy. Nhưng mà em cao. Dạ. Có nghĩa là nhìn trên hình em rất là non, rất là nhỏ con, rất là kiểu mà muốn anh... non hả? Ở ngoài em rất là non. Ủa sao cục mặt vậy Tâm? Sao vậy? Xin mời nhà nhân tướng học cho nhận xét ạ. Thật sự em hát rất là hay, nhưng mà anh tiếc là tại vì em không có tự tin. Em bị rung quá cho nên cái giọng của em nó không được đẹp. Nhưng mà em hát hay. Em cũng đang đi học hát để mà sau này em cũng có ước mơ làm ca sĩ đó, nên là em cũng muốn thử một lần trong đời em để xem là mình có duyên hay không. Nhưng mà em phải tự tin lên, tại vì em hát hay chứ không phải không hay. Em có giọng hát hay mà. Chị không ngờ em hát hay vậy luôn á. Em ơi, nhưng mà chị rất ấn tượng một cái bài mà khá là trend là Cắm sừng ai thì cắm. Em có thể thể hiện lại bài hát đó, vừa hát thì múa mà. Trời ơi, thấy chưa, kêu mà trở về với một cái gọi là cái lợi thế của bạn, bạn rất là tự tin. Em có thể hát không cần nhạc hai câu cho tụi anh nghe được không? Bây giờ em cảm thấy em hết run rồi, em có thể hát cho anh nghe được không? Hai câu nào mà là em thích nhất mà hay nhất của em nha. Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ, muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen, ngàn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm, ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay. Ổn quá mà em. Hay chứ bộ. Cảm ơn Boy rất nhiều. Hy vọng là những ước mơ của em, dự định của em sẽ thành công nha. Rồi, xin cảm ơn Boy. Em cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn em.